Đến với channel của Dũng Xe Tải, hôm nay bên mình có con Isuzu, mình mới đi đăng kiểm về Isuzu 130 LMR85, xe sử dụng Euro 2, ga là ga cơ LMR85, Isuzu đầu vuông, biển số là 51C33038, xe thùng kính 3 bừng mở, tải của nó 1,7 tấn. Xe mình mới đi đăng kiểm về thì mình làm clip mình quay lưng cho anh em, mình mới ở trạm đăng kiểm về đó, mình mới đăng kiểm luôn các bạn, đăng kiểm tới tháng 19 tháng 12 2022. Hôm nay là 10 tháng 6, 6 tháng đăng kiểm một lần. Isuzu đầu vuông là LMR85. Xe chạy rất là đã các bạn. Xe đầu vuông mà, rất là rộng rãi, tải của nó 1,7 tấn. Xe có máy lạnh đầy đủ ha. Cặp vỏ đầu là còn 90% mới hoàn toàn. Xe sơn rin, thùng kính, đầu vuông, xe máy lạnh phù hiệu định vị đầy đủ luôn. Đó, các bạn thấy không? Một xe rất là đẹp. Thùng kính bừng mở nha mấy bạn. Thùng kính bừng mở, sàn inox. Mình quay cho các bạn nè. Sàn này là sàn inox nha mấy bạn. Bên trong là bằng tôn kém. Đến với channel của Dũng Xe Tải, hôm nay bên mình có con Isuzu, mình mới đi đăng kiểm về Isuzu 130 LMR85, xe sử dụng Euro 2, ga là ga cơ LMR85, Isuzu đầu vuông, biển số là 51C33038, xe thùng kính 3 bừng mở, tải của nó 1,7 tấn. Xe mình mới đi đăng kiểm về thì mình làm clip mình quay lưng cho anh em, mình mới ở trạm đăng kiểm về đó, mình mới đăng kiểm luôn các bạn, đăng kiểm tới tháng 19 tháng 12 2022. Hôm nay là 10 tháng 6, 6 tháng đăng kiểm một lần. Isuzu đầu vuông là LMR85, xe chạy rất là đã các bạn. Xe đầu vuông mà, rất là rộng rãi, tải của nó 1,7 tấn. Xe có máy lạnh đầy đủ ha. Cặp vỏ đầu là còn 90% mới hoàn toàn. Xe sơn rin, thùng kính, đầu vuông, xe máy lạnh phù hiệu định vị đầy đủ luôn. Đó, các bạn thấy không? Một xe rất là đẹp. Thùng kính bừng mở nha mấy bạn. Thùng kính bừng mở, sàn inox. Mình quay cho các bạn nè. Sàn này là sàn inox nha mấy bạn. Bên trong là bằng tôn kém. Đến với channel của Dũng Xe Tải, hôm nay bên mình có con Isuzu, mình mới đi đăng kiểm về Isuzu 130 LMR85, xe sử dụng Euro 2, ga là ga cơ LMR85, Isuzu đầu vuông, biển số là 51C33038, xe thùng kính 3 bừng mở, tải của nó 1,7 tấn. Xe mình mới đi đăng kiểm về thì mình làm clip mình quay lưng cho anh em, mình mới ở trạm đăng kiểm về đó, mình mới đăng kiểm luôn các bạn, đăng kiểm tới tháng 19 tháng 12 2022. Hôm nay là 10 tháng 6, 6 tháng đăng kiểm một lần. Isuzu đầu vuông là LMR85, xe chạy rất là đã các bạn. Xe đầu vuông mà, rất là rộng rãi, tải của nó 1,7 tấn. Xe có máy lạnh đầy đủ ha. Cặp vỏ đầu là còn 90% mới hoàn toàn. Xe sơn rin, thùng kính, đầu vuông, xe máy lạnh phù hiệu định vị đầy đủ luôn. Đó, các bạn thấy không? Một xe rất là đẹp. Thùng kính bừng mở nha mấy bạn. Thùng kính bừng mở, sàn inox. Mình quay cho các bạn nè. Sàn này là sàn inox nha mấy bạn. Bên trong là bằng tôn kém. Đến với channel của Dũng Xe Tải, hôm nay bên mình có con Isuzu, mình mới đi đăng kiểm về Isuzu 130 LMR85, xe sử dụng Euro 2, ga là ga cơ LMR85, Isuzu đầu vuông, biển số là 51C33038, xe thùng kính 3 bừng mở, tải của nó 1,7 tấn. Xe mình mới đi đăng kiểm về thì mình làm clip mình quay lưng cho anh em, mình mới ở trạm đăng kiểm về đó, mình mới đăng kiểm luôn các bạn, đăng kiểm tới tháng 19 tháng 12 2022. Hôm nay là 10 tháng 6, 6 tháng đăng kiểm một lần. Isuzu đầu vuông là LMR85, xe chạy rất là đã các bạn. Xe đầu vuông mà, rất là rộng rãi, tải của nó 1,7 tấn. Xe có máy lạnh đầy đủ ha. Cặp vỏ đầu là còn 90% mới hoàn toàn. Xe sơn rin, thùng kính, đầu vuông, xe máy lạnh phù hiệu định vị đầy đủ luôn. Đó, các bạn thấy không? Một xe rất là đẹp. Thùng kính bừng mở nha mấy bạn. Thùng kính bừng mở, sàn inox. Mình quay cho các bạn nè. Sàn này là sàn inox nha mấy bạn. Bên trong là bằng tôn kém.